Tử Phạm Khuyết Audio, thị trấn Vinh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam, một trong những trung tâm chuyên phân phối, cung cấp linh kiện điện tử, kết ghép âm thanh karaoke gia đình, phòng hát hội trường. Xin được cảm mến chào tất cả các bác. Và suốt thời gian vừa qua thì với những dòng tô hình karaoke bên trung tâm Phạm Khuyết Audio gửi tới tất cả các bác yêu âm nhạc trên mọi miền đất nước, với những cấu hình được kết ghép rất chi là thành công. Và hôm nay là một buổi chiều của ngày 11 tháng 11 năm 2022 thì trước mặt các bác là một cấu hình karaoke vừa qua phải nói rất hot và được rất nhiều các bác yêu mến, bởi 6 dòng sản phẩm combo DJ Acoustic và combo của JBL các bác nhé. JBL với 6 dòng sản phẩm trị giá là 23.900.000, và trung tâm sẽ báo giá cho các bác trực tiếp luôn để các bác vào xem video để các bác biết được từng giá của từng cấu hình các bác nhé. Các bác nào muốn chọn mua sắm cho gia đình nhà mình với một cấu hình thì các bác cứ vào xem video, và trung tâm đã công bố giá thực tế từng video một. Chẳng hạn như các bác bảo này là một video này là 23.900.000 này đấy, có video thì là giá trung thấp hơn 18.000.000 cũng có, 15.000.000 cũng có, 20.000.000 cũng có, và 40.000.000 cũng có, hơn 40.000.000 cũng có các bác nhá. Và các bác lưu ý với một cấu hình trước mặt các bác 6 dòng sản phẩm trị giá 23.900.000. Dạ vâng, trước mặt các bác là combo của TG Acoustic với 4 dòng sản phẩm, tất cả là hàng chính hãng, chế độ bảo hành là được 1 năm, lỗi đổi mới trong vòng 3 tháng đầu. Sản phẩm đầu tiên thì đó là một em đẩy đến từ thương hiệu TG Acoustic DK2.10L, độc lập 2 kênh, đạt công suất là 900W trên 1 kênh. Sản phẩm thứ hai đó là một em vang cơ với model T6 Limit. Em này thì trung tâm đánh giá rất cao bởi echo nó cũng rất chi là ngọt ngào. Echo cực kỳ ngọt ngào. Và đặc biệt là em này có vỉ trông hú rất tốt các bác nhá. Không bao giờ biết hú rít gì cả các bác nhá. Quánh với những lời bài hát, lời echo rất chi là ngọt ngào. Hỗ trợ được cổ quang bắt sóng Bluetooth. Sản phẩm thứ ba đó là một em lưng tiếng CP800 Ultra. Sản phẩm thứ tư đó là một đầu mic không dây với thương hiệu M12 Pro, hai tay nắm màu én bạc, rất chi là xịn sò. Đấy, rất chi xịn sò. DJ Acoustic. Đấy, phủ la lô chống xước. Hát rất nhẹ và bay. Hai cần anten bắt sóng các bác nhá. Đấy, đó là 4 dòng sản phẩm là combo đều của thương hiệu TG Acoustic hàng chính hãng. Ra sản phẩm thứ 5 đó là một cặp loa đến từ thương hiệu SRX715, hàng loại 1 với bát 40 và chạy bằng tép kèn. Đấy, có ke ở bên trên, sơn sần cát luôn, ráp tay. Đấy, em này đạt công suất là 700W trên một loa các bác nhá. Rất là xịn sò. Đấy, kê vào trong phòng gia đình nhà các bác thì phải nói rất sang trọng và lịch sự. Đưa ra tiếng bát đánh rất tròn, đánh đực. Đấy, và với một sản phẩm cuối cùng đó là một em súp điện mang tên súp hầm JBL, bát 40 và chạy bởi 4 sò sa kem. Em này đưa ra tiếng bát đánh phải nói là tức cực luôn các bác nhá. Đấy, với một trong những cấu hình là xin nhắc lại 6 dòng sản phẩm trị giá chỉ là 23.900.000, giá đã bao ship toàn quốc, và các bác nào ở cách xa 100 km trung tâm sẽ đến tận nhà các bác để lắp đặt, còn các bác nào ở xa hơn thì trung tâm sẽ chuyển qua đường bưu điện. Các bác cứ đặt cọc làm tin với trung tâm 300.000-500.000 là trung tâm sẽ chuyển hàng vào tận nhà các bác. Đấy, và cũng như là tư vấn và hỗ trợ cho các bác về phần kỹ thuật qua Zalo với số điện thoại là 0325
0044 686. Đấy, bây giờ thì trung tâm sẽ hát một đoạn karaoke để các bác nghe đánh giá chất âm, và các bác nào cũng muốn sở hữu thì các bác alo cho bên trung tâm Phạm Quyết Audio qua số điện thoại trên biển. Và các bác nhớ đăng ký cũng như mua sắm cho gia đình nhà mình những sản phẩm hàng chính hãng, mà giá cả thì cam đoan là rất hợp lý để cho các bác mua sắm. Tiếng chép cũng như một câu hình cà phê rất
tuyệt vời với những bản nhạc remix các bạn nhé. DJ Christian Nightmare Remix. Preparing and initiating base test. Dạ vâng, với một câu hình xin được nhắc lại 23.9 sẽ không để các bác thất vọng. Đấy, xứng đáng từng xu các bác nhá, xứng đáng từng xu. Và các bác nào muốn quan tâm mua sắm cho gia đình nhà mình với một trong những cấu hình 6 dòng sản phẩm, 2 combo JBL và TC Aquatic kết ghép với nhau thì alo cho bên Phạm Quyết Audio với số điện thoại 0325004686. Các bác hãy đăng ký kênh cũng như vào kết bạn Zalo và vào trang cá nhân, chọn từng video, video trung tâm sẽ báo giá từng video một để các bác dễ lựa chọn. Và cuối cùng xin được cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Check now complete. All systems preparing and initiating base test.